Xin chào, rất nhiều anh em mang đến cho cửa hàng chúng tôi những cái củ loa cổ, và hầu hết trong số đó là những cái củ loa mà không có thông số kỹ thuật gì cả, thậm chí còn không có tem mát, bởi vì là nó được tháo trong các thùng loa zin ra, và bởi vì đó là những củ loa không phải là thương mại, người ta không bán lẻ trên thị trường ngày xưa, thành ra là nó không có tem mát gì cả. Và rất nhiều trong số đó những củ loa, kể cả anh em có Google tìm được ra cái thông tin của nó thì cũng chỉ đơn giản ở những thông tin như là chiều kháng loa là bao nhiêu, công suất của loa là bao nhiêu, rồi đường kính của loa, và như thế thì không đủ để chúng ta có thể sử dụng để làm phân tần, để thiết kế phân tần cho củ loa được. Vì để mà thiết kế phân tần cho củ loa đó thì chúng ta cần những thông số hết sức cơ bản, ví dụ như là giải tần của loa đó chơi từ đâu đến đâu, rồi thì độ nhạy của loa đó là bao nhiêu decibel, rồi bắt đầu là đến trở kháng. Nhiều anh em có mang đến loa cho tôi chỉ là nói đơn giản là đây tôi có cái loa trở kháng là như thế này, 8 ohm, đường kính loa là 30 cm, thiết kế phân tần cho tôi, những cái đó không đủ để thiết kế phân tần. Hoặc thậm chí là có nhiều anh em muốn sử dụng cái củ loa để làm chơi bắn hở chẳng hạn, thì cũng cần phải biết được cái hệ số QTS của nó là bao nhiêu. Nếu như hệ số QTS của nó còn cao thì có thể chơi bắn hở được, nếu nó 0.7 là chúng ta có thể chơi bắn hở được, nhưng mà cần phải biết, phải đo thì mới biết được. Thế rồi có những củ loa anh em muốn thiết kế thùng cho nó thì cũng phải tính được cái thể tích thùng của nó, mà để tính được cái thể tích thùng của nó thì cũng phải biết hệ số VAS của nó là bao nhiêu, rồi QTS của nó là bao nhiêu, vân vân. Trước đây để mà đo được cái thông số kỹ thuật của loa, của một cái củ loa, thì thường chúng ta phải làm cơm, tức là vừa tinh chỉnh trên cái thiết bị và vừa ghi chép lại các kết quả đo đạc bằng tay, và thường sử dụng các cái thiết bị khá là phức tạp, ví dụ như bộ phát hình sin, tần số âm tần, rồi một bộ đếm tần, rồi một cái đồng hồ đo để đo ra các cái điện áp đầu ra, rồi các cái trở kháng tương ứng, sau đó là dùng tay ghi chép lại tương ứng với mỗi tần số thì trở kháng nó là bao nhiêu, và từ đó là vẽ ra được cái đáp tuyến trở kháng của củ loa đó, và chỉ cần dựa vào cái đáp tuyến trở kháng của củ loa đó là có thể ra được hầu như tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết của một củ loa. Nhưng mà bây giờ thì dựa vào cái sự phát triển của khoa học công nghệ kỹ thuật thì tất cả những cái thiết bị mà chúng ta dùng để tìm ra cái thông số kỹ thuật của loa nó chỉ gói gọn trong một cái thiết bị như thế này, kết nối với máy tính, và chỉ trong một cú kích chuột là chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả các thông số kỹ thuật của củ loa, như là tần số cộng hưởng của củ loa, ký hiệu là FS hoặc là F0, nó cho biết cái củ loa đó có thể chơi được giải tần sâu tới cỡ nào, nó có thể thể hiện được giải tần thấp nhất là bao nhiêu Hz, nó cho ta biết được cái điện trở thuần của củ loa là bao nhiêu ohm, và từ đó có thể suy ra được cái điện trở đem định của loa là 4 ohm, 8 ohm hay 16 ohm. Nó cũng có thể cho ta biết được cái hệ số QTS của loa là bao nhiêu. Nó cho biết được với hệ số QTS này thì nó sẽ cho biết được là củ loa này có hệ số damping của nó thế nào, và cái củ loa đó có chơi được bán hở hay không. Nó cũng cho chúng ta biết được cái hệ số VAS của củ loa. Cái hệ số này dùng để tính thể tích thùng loa cần thiết dành cho củ loa đó là bao nhiêu. Thiết bị này cũng cho chúng ta nhìn thấy cái đáp tuyến trở kháng cụ thể của loa như thế nào, và dựa vào đó chúng ta sẽ dùng để thiết kế các cái mạch Jobel để làm cân bằng trở kháng của loa với các củ loa khác. Và qua thiết bị này chúng ta cũng có thể lấy ra được những cái file .zma hoặc là file .clio dùng để thiết kế phân tần cho cái củ loa đó cùng với các củ loa khác, dựa vào các cái phần mềm như là Xsim. Và cuối cùng thì với thiết bị này chúng ta cũng có thể dùng để đo các cái chỉ số của cuộn cảm, của tụ điện, của điện trở một cách rất là chính xác. Giới thiệu với anh em một cái thiết bị Dash V3 của Dayton Audio, một thiết bị chuyên dụng mà tôi nghĩ rằng hầu hết các anh em nào mà làm audio cần phải có và nên có.
một thiết bị có thể nói là gần như là tất cả trong một. Nó rất là nhỏ gọn. Và hộp ra thì bên trong có luôn cái hướng dẫn sử dụng của hãng. Nói rằng chúng ta sẽ truy cập vào đường link này và tải cái phần mềm Dash P3 về máy tính của mình. Thiết bị thì hết sức là nhỏ gọn, còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Trong gồm một cáp USB để kết nối từ máy tính cắm vào cổng này. Đây là một số các cái dùng để gắn, để có thể gắn cái con đát D3 này vào đâu đó để tiện cho việc đo đạc. Và một cặp dây đo đỏ đen. Hướng dẫn sử dụng của nó thì cũng không có gì, đơn giản thôi. Dây đen và dây đen và sau khi cắm vào USB ở máy tính thì cái đèn báo của Dash V3 nó sẽ hiện lên màu xanh như anh em thấy ở đây. Sau khi cắm Dash V3 vào máy tính rồi thì trước khi sử dụng chúng ta cần phải cân chỉnh cái đầu đo này bằng cách là cho chúng chập vào nhau như này. Hai quay đo vào với nhau rồi thì anh em sẽ vào cái phần Impedance Analyzer này. Sau đó chọn Test Lead Calibration này. Sau đó chọn OK. Chờ có tiếng kêu. Sau khi cài đặt xong cái phần mềm Dash P3 trên máy tính thì nó sẽ có một cái biểu tượng của phần mềm ở đây. Anh em kích đúp vào đây. Bởi vì chưa cắm cái Dash V3 vào cho nên là nó sẽ thông báo là chưa tìm thấy phần cứng. Khi mà cắm vào thì nó sẽ mất đi cái thông báo này. Và đây là cái giao diện của cái thiết bị Dash V3. Với cái khoảng màu đen này chính là nơi để hiển thị cái đáp tuyến trở kháng của củ loa. Và cái cột ở bên phải phía dưới là hiện lên các cái thông số kỹ thuật của củ loa mà đo được. Bây giờ tôi sẽ demo cái thiết bị Dash V3 này với một củ loa Bass 40 không rõ thông tin gì cả, không có một cái gì hết. Đây là một cái củ loa mà anh em ở Việt Nam tự chế và gửi cho tôi để làm demo, để test. Cộng bên này. Sau khi đo thì cái giao diện của cái Dash V3 nó sẽ như thế này. Màn hình đen ở giữa đây nó sẽ hiển thị cái đáp tuyến trở kháng của củ loa. Thông thường thì anh em sẽ nhìn thấy một đỉnh cộng hưởng của củ loa ở đây. Nó sẽ cho biết được rằng cái tần số cộng hưởng của loa là bao nhiêu. Ví dụ như trường hợp của con Bass 40 này thì tần số cộng hưởng của nó, tức là tần số sâu nhất mà nó có thể chơi được là vào khoảng 35Hz. Nếu như mà đo một cái thùng loa có lỗ thông hơi thì anh em khi mà đo cả thùng, đo củ loa trong thùng thì sẽ nhìn thấy hai đỉnh cộng hưởng ở đây. Một là của củ loa và hai là của ống thông hơi. Cũng nhìn vào trong cái đáp tuyến trở kháng này thì anh em cũng sẽ nhìn thấy được là cái trở kháng thuần của củ loa là bao nhiêu. Ví dụ ở trong cái khoảng từ 50 cho đến khoảng 400Hz thì cái trở kháng thuần của loa nó rơi vào khoảng 4 ohm, 1 ohm. Còn lại thì khi tần số tăng lên đến 20.000K thì trở kháng của củ loa cũng sẽ tăng lên.
Do đó cái trở kháng 4 ohm hay 8 ohm hay 16 ohm danh định mà anh em có nghe thấy thì nó chỉ có tính chất thuần thôi. Đó. Tiếp theo là cái thông số thứ hai thể hiện được là cái loa này có chơi được quán hở hay không. Thì nếu như cái hệ số QTS ở đây nó hiển thị từ 0,7 trở lên thì anh em có thể nói rằng là cái loa này có thể chơi quán hở được. Và cái hệ số QTS này càng cao thì có thể nói rằng là cái loa này kể cả là chơi không có ván nó cũng vẫn ra đủ tiếng được. Đó là hệ số QTS. Các hệ số QES và QMS ở đây dùng để cho anh em có những cái quyết định về cái việc là dùng cho cái loa này chơi loa bass reflex, loa lỗ thông hơi hay là dùng loa thùng kín với hệ số EBP. Còn cũng từ cái hệ số QTS này thì cũng được tính ra bằng tích chân tổng của hai cái thông số QES và QMS này. Thì nói chung là anh em hai cái thông số này thì nhất là cái QES này chỉ mang tính chất là để biết rằng là cái loa này có chơi thùng kín hay là chơi thùng lỗ thông hơi. Còn QMS thì ít dùng, nói chung để anh em nhìn thấy mang tính tham khảo thôi. Còn cái LE này là cái chỉ số tự cảm của cái cuộn âm, tức là cái côn của cái cổ loa này là bao nhiêu mA. Thì cái chỉ số LE này thì được dùng trong cái việc mà để tính toán ra cái mạch Jobel để cho các cái cân bằng trở kháng của cổ loa giữa các cổ loa với nhau. Ở đây nó còn một cái hệ số VAS nhưng mà nó không tính ra được ngay trực tiếp ở trên này mà nó phải sử dụng một trong các phương pháp ở trên này để xác định ra cái VAS. Cái VAS này là một cái đơn vị thể hiện cái thể tích của cái màng loa, cái thể tích không khí tương ứng của màng loa tạo ra khi mà cái loa dao động. Và cái hệ số VAS này kết hợp với cả hệ số QTS dùng để tính ra cái thể tích yêu cầu của một cái củ loa. Biết được hai thông số này VAS và QTS thì có thể tính được ra cái thể tích cần thiết cho một củ loa là bao nhiêu. Hệ số VAS này thì được tính bằng một trong bốn cái phương pháp. Test box method, tức là sử dụng một cái thùng loa, sau đó khoét một cái lỗ cùng với cả một ống thông hơi, úp củ loa vào đó và dùng cái đát V3 này để tính, nó sẽ hiện ra cái VB tương ứng của củ loa đó là bao nhiêu. Cái phương pháp này thì tôi sẽ làm một cái clip khác để giúp anh em tính ra thể tích của mỗi thùng loa một cách cơ bản. Phương pháp thứ hai ít sử dụng hơn, đó là một cái phương pháp sử dụng một cái đồng xu hay là một cái vật nhỏ có trọng lượng xác định và đặt lên trên cái màng loa, dính lên trên cái face plug của củ loa, sau đó là cho loa dao động và dùng cái dash V3 này để đo thì sẽ biết được ra cái VS là bao nhiêu. Ngoài hai phương pháp này ra thì còn hai phương pháp nữa là dùng cái SPL và dùng cái hệ số MD, nhưng mà ba phương pháp này thì nói chung là ít được sử dụng bởi vì là cái sai số của nó nhiều, cho nên là anh em hay dùng cái phương pháp đầu tiên để xác định được cái VAS và từ đó xác định được ra cái thể tích cần thiết của củ loa. Đó là cái cột ở bên phải. Cái cột ở bên trái này thì sẽ là một số cái thông số, ví dụ như là ở trên này cho anh em đặt cái giới hạn của trở kháng cao nhất là bao nhiêu, trở kháng thấp nhất là bao nhiêu, thế rồi giải tần còn cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu, và các cái nút lệnh để tính toán dựa theo từng cái tính năng mà mình muốn. Cái measure free parameters này là dùng để tính ra toàn bộ thông số của củ loa rồi hiển thị ra đáp tuyến trở kháng của củ loa như thế nào. Cái thứ hai là để đo VAS, tức là đây khi mà sử dụng các cái phương pháp, một trong bốn cái phương pháp này thì sẽ dùng cái phương pháp measure VAS này để đo xem VAS là bao nhiêu.
cái impedance sweep này là để quét đáp tuyến trở kháng. Thì cái này thì nó cũng tương ứng với cả cái measure free air, nhưng mà nó sẽ không có thông số. Cái rub và burst này dùng để xác định, để cân củ loa, để cân xem hai củ có cân với nhau không. Nó, theo tôi thì cái này nó không thực sự là cần thiết lắm. Tiếp theo là các cái thông số kỹ thuật cơ bản để anh em chơi, anh em làm audio đo đạc là đo điện trở, đo cuộn cảm và đo tụ. Chỉ việc cắm hai đầu đo vào hai đầu của linh kiện là đo bình thường, nhấn nút đo là xong. Rất là đơn giản và độ chính xác rất là cao. Nói chung về mặt cơ bản thì cái giao diện này khá là dễ sử dụng với anh em. Còn anh em mà muốn đi sâu thêm nữa thì có thể sử dụng một trong những cái tab ở trên này đó, để mình setup và mình đo đạc những thứ nó sâu hơn. Còn đối với cả anh em mà chơi đơn giản, shop audio đơn giản thì những thông số này là đủ rồi để có thể biết được những cái thông số rất là cơ bản của củ loa, và từ đó thì mình dễ bán hàng hơn. Tóm lại là chỉ với một công cụ, một thiết bị hết sức là nhỏ gọn như thế này với giá thành chưa tới 4 triệu đồng thì anh em đã có trong tay của mình một cái công cụ hết sức là hiệu quả và hữu ích.